ngày 10 tháng 7 trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 13 tại Bangkok, Thái Lan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Tại cuộc gặp, Đại tướng Prawit Vongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong ASEAN, chúc mừng Bộ Quốc phòng Thái Lan trên cương vị Chủ tịch ASEAN đã tổ chức thành công một loạt các hội nghị quốc phòng quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định chính phủ mới của Thái Lan sẽ tiếp tục coi trọng, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có tăng cường hợp tác quốc phòng. Trước đó, tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nhạ Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, hai bộ trưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, khẳng định việc tăng cường, củng cố quan hệ quốc phòng hai nước trong tình hình hiện nay có lợi ích sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước.